Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Má em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp lại là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới, nào là rượu hồng, này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn anh, cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, bên băng anh. Qua cánh đồng xanh, đồng xanh. Chắc chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Má em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Má em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều già ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo.
tài gái sắc, đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi. Việt Nam hằng bướm ông nhớ hôm nay dạ còn cạc cái nhớ cái ngã thao chính ông mộ tôi nhớ là xét tôi nhớ chính ông chính mộ tôi lẽ nên đi cái bị tới mai theo về là thế yong là đi tới mai có thân lẽ ta có ba lúc nào phân đi tệ phân đi bị bằng bình đi về ta rèn ngồi làm bít lịch thuê nhà để con biết thôi nhưng phải mình được biết tổ ơn bên đi có mẹ em đấy mẹ dính nhờ họ bà mẹ đây mọi chị si này chứ dính nhờ nơi dính nhờ rút hàng ra nơi dính mọi chị si rút hàng bên này có vậy bên đi mẹ bên đi mỹ mình đặc biệt là con này rút rút vào đây này bên đi mỹ bên đi mẹ bên đi lâu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Mang hơi trẻ lúc sau có cục này có ở trẻ đến bên mình có chị Lan thành một trong về mặt trần thôn xã mà thôn này bên mình ở dòng tươi mị ma tôi ở đây và mị ma mọ nó sô si tôi là nó mẹ nhỏ tại tổng là dầm si là xe mị xe là đáp lại nó biết rồi nên là mẹ mọ là mong cha mi đi nay rồi chăm cô nãy giờ chuyện này nó rồi nay mục đích tại đây bạn này chẳng có phạm vi đã bỏ thâu chẳng giờ tôi xu coi bên này chẳng thâu chỉ là mặt dạng rồi tôi coi bên này mình ta phi lưới mặt này là tôm phạm vi không chơi tôi là dùng tôi là mẹ mẹ tôi là chẳng mẹ phạm vi không biết bây giờ tôi hàng câu nên về mục đích nên tôi hàng đồ mẹ phu nên là mẹ cô nên là chuyện gì do có nhà cửa như ta nên mời là hẹp riêng hẹp nhà tên này nhiều thầu lúc đấy nên chỉ còn mời từ trong về đập của bình ta hẹp đi của bình ta nó có càng đại bộ thầu nên chỉ rồi rồi này rồi càng có cả con xin rồi tầm xe và tầm mọ 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 xe
chẳng thầu nên bị chẳng gọi nên họ chính có dễ dàng nên vừa một phần là cái đàn chung vừa một phần là cái đàn là nghiêng với cả con mà hụ nên hụ có thầm xe thì chỗ bị hẹp thì chính có ý mà tôi lại bọn hẹp biết phần có bình là có nông dùi cả có thầm xe này nhưng mà bạn cũng như nên tôi lại phải ăn cả nó cho đeo chính mà phù như mẹ bảo là đứng với phẹt cả mỏ này cả nhỏ là thế nên bây giờ bị việc lại hẹp là mọc đi tôi lại chính có hẹp biết thay vào đây có dòng tê của nhiều bạn bồn tổ tịch bồn rưỡi nên là vì càng rộng có càng đạp vào thò thòm nên bởi vì bạn tôi càng tôi cả co hẹp bít nên chỉ có chèo cổ thả rồi là ở đêm lúc lâu cảm ơn cái đây mình ta lại cho ai đây cái ngạm rõ ràng là cầm chèo đi từ lệnh đi gửi đây cho nên là gắn bằng mới bằng mà thương nhờ loại lại bằng cái này ra chỗ tâm ra nhưng mà tôi lại vật khắp xin chứ rõ nền rõ ràng tôi lại vật khắp một đường sẽ nọng râu như dòng rõ có bị bằng đường sẽ nọng râu khám mô mỹ màng khám mô ế dạ khám mô cái dọa kẹo nông dòi khám mô cái rành chẳng nghịch chẳng một cái chấp có dọa tâm ra nhưng mà dọa cái chấp dọa cả lúc râu nên có rõ khâu mấy pháp đến mươi mình dọa cả phong tục của nên mới ngã tới bữa này ta có chế đeo đi, ta ngạc có chế đeo đi. Ta phải được lại, chế đeo không có này hơn, để bác đưa mời họ. Vì là mời chết mới có này, ngạc thì có này. Vì là có chẳng lúc lâu, đoạn nên cho chị lăng, cho chị bố vượt vầy. Bố này ra vợ, cho chị, có lời thì nghe em chạp chị bố rồi, chẳng nọ chị bố rồi. Còn bố đâm tư, chị lăng con điện thoại, trực tiếp con điện thoại, chị nhận điện thoại như cả. Cả nhìn đấy ô, điện thoại ta em, lăng lại đến, ta chạp, ta lăng lại đến bê em. Nè trực tiếp bộ nghiền vào nè nhem vào thì mọi này thì nhem mình trả tiền đi chơi đây lúc lâu trả tiền hoàn thuộc lại đây ta lại khắp lên ta lại khắp mọi đây pha bên đoạn đi lắc đoạn như ta kinh ở đây bên đây bao ta lại khắp đoạn đi chỉ răng đi chỉ ra đi ta lại khắp chỉ răng tư mình rung vùng lên ta lại khắp đi ở đây chẳng bên đoạn gì cả xa xin anh kia lúc lâu bên đoạn gì không thuộc lại lấy bao bên đoạn gì ta lại khắp đoạn gì ở đây mà người ta bất kỳ cái nào tôi mình lâu đời ta chỉ làm để nằm ở đây rồi chỉ hết được đi cái đề thâu hụi bút cái đề thâu chỉ kém cái đề thâu eo lại cái đề mọi đề mọi bi bằng hè rạm nhẹ cái đề mà chỉ đây là đưa ra đi nghệ đoạt tài chỉ cái đề ô mà đoạt chỉ nghệ sao đưa qua tôi mình vì gần nhẹ để nằm cái đề tôi mình rạm cái đề lại đây lòng rạm rum để làm đoạt lúc lâu để làm lâu làm đoạt lúc lâu là bi bằng bao nhiêu cầu thật là bạc ở đây sẵn sàng nhậu đón tiếp mình ta như tọt con mình ta nam với nam nhậu mà ba bộ một thằng sọ nhậu sẵn sàng như ba bữa ngày ta việc học em luôn được đi chẳng gì mọi đề chỉ cần sang nom rau mọi đề đó là mình ghi chỉ hèm gì mày ơi còn một xa có chẳng tận nhà thì đòi chỉ mất mong cái lời đòi chỉ xem nó đại bơ buồn nó đại bơ vì đã đại lô đòi chỉ khắp thì phải khắp không bộ về không bơ nạp ta không biết ác không biết bây giờ lên đọa cái này bây giờ rồi hàng năm hoặc là một quả ô đi tập lôi xe ta càng lôi tay vần ta càng đi lôi bị mồ thì nó nạm nuôi là đọa sang đọa cái này lòng đọa cái này hà đang nói mòn lên tùy đọa hà đang đọa đây đâm lên tùy đọa mòn bôi này hà rồi đây bị mồ lịch đọa chỉ một khắp chỉ bùa ta lại khắp ở đây pha bùn gì nên yếm với mày chỉ làm lên làm với mày ở đây thì ngẹt bùn đọa đi đây chả làm gì đi do đông bộ cái số tập bát nó có đang ai biết có hô cái này đoạn này ta cái này chỉ lăng cái này một gặp rồi mùa xa có nhắc nhớ đoạn gì một biết đây đây còn có là nhà đoạn cái mình tại vùng này có biết cái nhà đang bác là khắp đoạn gì rạ thôn vậy là nền đoạn gì chẳng là đa rồi khắp đoạn gì mình nhau bị ham ta thì bước tới là đôi lâm đôi rạ sao mạng hình vi tê gì đang bác dạy rạ nhau chính cái coi cái tao ưu mình ủy à mòn xe cái mình để bùa mòn phù này những hẹn biết mắt nhiều rõ biết mắt quả ra là đi hình nhiều màu bốc tức là rủi ro thôi vạn loạn thôi nhiều lầm lầm loạn thôi nhiều bị hẹn nó ra chỉ cù chỉ sòn thì bị lôi chẳng ta thì không quay lăng nhiều thì không quan vị nhiều dạy quan thì quan vị dạy ra như vậy nhiều dinh cái này thì quan lắm à được rồi ta bố bằng bàn cho tôi anh nhiều quan ta bố nó không làm đấy, cánh ta bố mừng cả nhau thôi, cho anh khác ta khắp nhau, ta bố hôm đi một sao mà ta khắp nhau, thì khắp khắp mỹ mè nhau,
giờ lại khắp nhon mi mai như bị kẹng bị thâu cái khắp nhon cái khăm khắp mi mai nhon vắt mi mai tha bị thâu loại được cái khăm lăng mi mai nhon khớp không mi mai bòi mần đông mòn này tất cả là mần nhà khắp đi nhà lăng mi mai như mi như này khớp mông mi như mần thuốc tơ là chỗ làm tơ rạn khăm quay lăng như giờ lại cái đài đài ô giờ cả ta bốn phần ta nẹp ra ta phải làm tròn nặng phải làm tròn nhiệm vụ cầm vũ mi mẹ cái nó coi cắt gã mi mẹ cái nó mồi cắt gã thì thưa chị cầm lăng ra đây ông ta lại khắp xe lên đi lại khắp đoạn gì mi mẹ đại lên bị thô khắp đoạn gì đại lên giống tôi bị thô khâm khắp bi văng nhìn nhầm chưa loại này cho nên là ông này là đoạn gì thì tông bất đắc là khắp đi là gạt nhau hàng nhật thì mông nó nghẹt đi gạt bất đắc tại vì ra luôn ta nào trực tiếp chứ mà trực tiếp mong quả lát này nha. Chúng ta bên cái đây là bên có biết bằng mình đang riêng về bộ bò không biết này lên đang ngang này bây giờ là pin đấy chú vàng mà đi mò lên bẹ trên lô ra một lời tùy mò trên qua tùy mò như này để ta chung mà vui như cái bông rồi mua như thế này bưng cái bông rồi ngoài cái này thôi ham này nào này người ta mà mua nó còn lại khắp đoạn đi ham này nào không chết mày vì thâu lại rồi vì thâu lôi rồi vì thâu đại rồi vì thâu sạt rồi ham này nào không chết mày là một đoạn không chết mày không lần nào này qua cái lòng cái lần lần này mới bị tôi gà ra bên này bị mò gà bị mò lơ gà rồi đoạn gì nạp vô đoạn gì nạp ngọ đoạn gì tọa bị cha đang thì đoạn gì lại một lời đoạn gì đoạn gì không nào lắm à rõ ràng rồi vì thâu cả thằng bạn quả là ra thế kinh thì bộ grab long em mà grab long thì sao bên này mình vào những cái món này cái đại mình thấy bộ nó coi long em mà coi long nhớ sao bên này mình vào những cái mà một cái này là cái bị thôn không coi long còn cả em bị cho nên mới một con tương tác là đời ra là phải cái nó gọi đồng dài đấy đúng với người nam con tuyệt đối bị tiêu để trên các bạn tâm mới hay là coi này thế nhỏ thấy chút như là đây trên cái đó à, em nhắc cho cô hơn. Dạ ngàn mọ hả? Mà, phu chi bên này bộ. Phu bên này bộ. Chelsea. An empty street, an empty house, a hole inside. Tôi đi câu là mình nhỉ? Không biết chân nữa. Như không cần câu. Không chân nữa. Không mà đa cái là khác cô. Mạ xe. Chính coi cô. Có quân. Tòa dù. Quê lăng nhau. Có bị thức lời biết cô. Đời đời đó. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on. Mà con ở bên thầy mặt trăng xe là tòa cái chuyện làm sai á. À, mình biết rồi. À, mình biết cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta và đời. Ngày mưa hay nắng.
con trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời, ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới khắp chốn xa xôi và đời vẫn thế.